Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, chúng tiếp tục giới thiệu và bán cho bạn sản phẩm mới xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Fascino A600 New. Vâng, Fascino A600 New, sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Fascino, xúc đã về đủ màu. Fascino A600 New hiện đang có 4 màu. Màu đầu tiên đó là màu đen đỏ, màu thứ hai là màu ghi cam, màu thứ ba là màu đen xanh và màu thứ tư là màu trắng đỏ. Và từng màu sắc Xúc sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết màu đó, bạn thích màu nào, bạn mua màu đó. Tại Xúc xe đạp thể thao VIP.com rất dễ dàng và đơn giản. Xúc chuyển đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với Xúc mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, Xúc giới thiệu chi tiết và bán cho bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Fascino A600 New màu đen xanh. Fascino A600 New có cấu hình khung nhôm, phục giảm sóc cỡ bánh 26 inch. Phanh trước, phanh sau, sử dụng phanh đĩa và sử dụng bộ chuyển động Shimano 21 tốc độ. Và với Fascino A600X New này, hoàn toàn phù hợp để sử dụng thể dục thể thao hoặc các bạn học sinh sinh viên đi học đi chơi đi làm đều được. Fascino A600X New có cấu hình khung nhôm. Vâng, khung nhôm mối hàn vải cá, mối hàn to đây, còn khung thép của mối hàn sẽ nhỏ khoảng bằng 1/3 mối hàn nhôm bạn nha. Chất lượng sơn của chiếc A600 New này rất cao cấp. Sơn nhiều lớp, sơn tĩnh điện và chất tem, tem nước rất đẹp và bền màu, khung nhôm dẻo dai, bền bỉ chắc chắn. Xe nhập về thì được trang bị đầy đủ chắn bùn trước sau bằng nhựa, ba gà bằng thép và bình nước bằng hợp kim nhôm, và rất đầy đủ. Chạy mọi điều thời tiết đều rất ok. Khóa cọc yên bằng hợp kim nhôm, cọc yên của hãng Fascino bằng thép và sử dụng chiếc yên Fascino in mút bọc da, da PU, da chống nước. Phô tăng bằng hợp kim nhôm của hãng Fascino, tay lái bằng thép của hãng Fascino có sẵn tay sừng bảo vệ chống thương tổn cho tay. Sử dụng chiếc phuộc giảm sóc của hãng Fascino cùng với cặp bánh cỡ 26 inch với vành nhôm 2 lớp. Vâng, vành nhôm 2 lớp. Lan hoa bằng thép và sử dụng cặp mê ơ bằng nhôm Katsinsi. Mạ màu vàng rất đẹp và nổi bật. Trục trước sử dụng trục tháo lắp nhanh. Lốp sử dụng lốp cỡ 26x2.125. Gai lốp rất đều như này, chạy mọi địa hình đều rất bám đường và chạy rất êm. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh đĩa cờ với củ phanh bằng hợp kim nhôm của hãng Tony. Đĩa phanh đường kính 160. Đĩa phanh bằng thép tiêu chuẩn của xe đạp thể thao. Fascino A600 New đang được trang bị bộ chuyển động Shimano với tay đề số Shimano EF500. Tay đề đĩa có 3 số, điều khiển bộ đĩa có 3 tầng. Tay đề lip có 7 số, điều khiển bộ lip có 7 tầng lip. Sử dụng gạt đĩa Shimano Touré TZ, gạt lip Shimano Touré TZ níp 7 tầng của hãng Edrune cùng với xích của hãng Nagra, xích đề, bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi bằng thép Fascino, cốt vuông, bì bạc đạn, ba đĩa có chắn đĩa rất sạch sẽ này. Và xa và Fascino A600 New này đạp rất nhẹ, xe nhẹ, bộ chuyển động Shimano Touré TZ hoạt động cực kỳ bền bỉ, ổn định. Vâng, Fascino A600 New có mức giá vô cùng dễ chịu và hợp lý. Shop đã chụp ảnh đăng thông số chi tiết cùng với giá của xe trên web xe đạp thể thao VIP.com. Bạn có thể truy cập trực tiếp theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với Shop qua số điện thoại hotline. Vâng, vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, Shop liên tục giới thiệu, cập nhật và bán tới bạn nhiều sản phẩm mới. Bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com trên YouTube. Shop sẽ luôn giới thiệu tới bạn nhiều sản phẩm mới và có những video này bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.